hai mẹ con có sinh nhật sát ngày nhau á thì phải đãi như thế nào đây ta? Hello cả nhà, ngày 14 tháng 2 vừa rồi á chính là sinh nhật của Coca, cả nhà không nghe lầm đâu, ngay ngày Valentine luôn. Năm nay á thì Coca đã tròn 5 tuổi rồi nè, mà trộm vía sinh nhật năm nay của Coca là không có trúng ngày Tết, bởi vậy vừa có thể đãi đúng ngày mà vừa có thể đãi ở trên lớp cho Coca ăn cùng các bạn luôn. Ngoài chiếc bánh kem được trang trí chủ đề khủng long với lại người nhện mà Coca yêu thích á thì mẹ Mẫn cũng chuẩn bị thêm các set bánh này để mời các bạn ở trong lớp của Coca. Và dĩ nhiên là không thể thiếu được một thùng quà to đùng dành cho Coca trong ngày sinh nhật. 3 giờ chiều là Mẫn đã có mặt tại trường của Coca để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Coca. Lớp của em Coca nằm ở trên tầng 2, lận mẹ Mẫn vác đồ đi lên 2 tầng mà xỉu. Coca là nôn sinh nhật bữa giờ luôn á, đang nhìn cái bánh kem có thấy mẹ Mẫn lên chạy lại ôm mẹ nè. Sinh nhật là vui một mà nhìn thấy cái thùng quà to là vui 10 luôn. Ôi trời ơi. Chưa có đốt đèn cầy mà đòi thổi nến rồi. Đây là lần thứ hai mà Coca được tổ chức sinh nhật ở trên lớp và ăn sinh nhật cùng các bạn. Lần đầu tiên là lúc Coca 3 tuổi, nhưng mà lúc đó sinh nhật của Coca ngay Tết nên là mẹ Mẫn phải đãi sớm hơn khoảng 2 tuần. Còn đầy tháng với lại thôi nôi á thì mẹ Mẫn làm khá là lớn và cũng tổ chức khá là trịnh trọng với đẹp á, nhưng mà lúc đó Coca còn nhỏ chắc là không có nhớ gì đâu. Còn năm Coca 2 tuổi á thì cả nhà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ họp mặt gia đình ăn uống tại nhà và cho Coca thổi nến bánh kem. Năm 3 tuổi thì tổ chức sinh nhật ở lớp, còn năm 4 tuổi là Coca được tất cả bạn bè của mẹ Mẫn làm một cái tiệc sinh nhật bất ngờ cực kỳ đã luôn. Nhưng mà mấy năm trước á, Coca còn nhỏ, chưa có hiểu sinh nhật là cái gì, với lại chưa có nôn sinh nhật. Còn riêng năm nay á, là em cực kỳ nôn sinh nhật luôn. Mấy lần trước mà ăn sinh nhật của các bạn á, xong cứ về hỏi mẹ Mẫn là: ủa mẹ ơi, khi nào sinh nhật con, ngày mai sinh nhật con hả? Xong gần tới ngày sinh nhật, khi mà nghe mẹ Mẫn nói sẽ tổ chức sinh nhật Coca ở trên lớp là ảnh nôn ơi là nôn luôn á. Cả nhà nhìn cái biểu cảm của Coca là cũng biết ảnh vui cỡ nào. Thổi nến ha, cắt bánh kem, chụp hình đồ xong á, thì bây giờ Coca sẽ đi phát từng phần bánh cho các bạn ở trong lớp. Nhưng mà cái khúc này chưa phải là cái khúc mà Coca nôn nhất đâu. Cô chú biết Coca nôn nhất là cái gì không? Chính là cái khúc mà khui quà đó. Mẹ Mẫn đã chuẩn bị sẵn một cái thùng quà siêu to khổng lồ cho Coca. To quá nên là phải nhờ sự trợ giúp của cô giáo để khui. Quá đã luôn. Toàn là mấy món đồ chơi mà mẹ Mẫn biết chắc chắn Coca sẽ thích, giống như là khủng long và xe nè. Khui quà ra đã thích rồi, còn được mấy bạn ở trong lớp trầm trồ á, bởi vì cái mặt của anh hãnh diện lắm luôn. Sau tiết mục khui quà, bây giờ sẽ tới tiết mục cô giáo cắt bánh kem cho cả lớp cùng ăn. Mê người nhện lắm, thấy cái bạn người nhện được gắn trên bánh kem là gỡ ra cầm ôm liền à. Coca đã gắn bó với ngôi trường mầm non này á, từ lúc Coca mới 16 tháng rưỡi thôi đó. Tới bây giờ Coca 5 tuổi rồi thì cũng độ khoảng 3 năm 6 tháng Coca học ở trường. Các con chấm tôi nè. Không. Nãy mầm đất trên đó thì trời ổ mùa nhầm. Mầm đất là chấm và chỗ con này nha. Không. Rồi, sau buổi vui chơi ăn sinh nhật ở lớp xong á, bây giờ bye bye các bạn, mình đi về thôi Coca ơi. Bye bạn nha. Nãy giờ cả nhà thắc mắc xin sóc là ai đúng không? Đó là hai người bạn rất là thân của Coca luôn. Trong lúc chờ xin sóc qua thì mình sẽ khui qua. Thời gian chờ đợi thì hai bạn xin sóc cũng đã đi học về và được mẹ chở qua bên nhà Coca. Thế là mẹ Mẫn đã dắt cả ba bạn đi vào khu vui chơi quậy tưng bừng luôn. Xin sóc là hai người rất là thân với Coca luôn, và hầu như cuối tuần nào thì mẹ Mẫn hoặc là mẹ Thảo là mẹ của xin với sóc đều dắt cả ba bạn nhỏ đi chơi. Xin thì lớn hơn Coca 3 tuổi nè, còn sóc thì lớn hơn Coca 2 tuổi. Tưởng là hết sinh nhật rồi, nhưng mà khi về nhà thì Coca còn nhận thêm được một món quà bất ngờ từ những người bạn của mẹ Mẫn. Một chiếc bánh kem hình Spiderman quá là đẹp luôn. Dành cho nhiều bạn chưa biết thì như đọc clip Mẫn có nói Coca sinh ngày 14 tháng 2, còn mẹ Mẫn thì sinh ngày 13 tháng 2. Nên là tới sinh nhật Coca cũng là tới sinh nhật của mẹ Mẫn, và mẹ Mẫn cũng được quà luôn. Quá là đã luôn. Bánh bà cũng cô á. Không, cái này của mẹ. Nice.
cậu bé đang chơi trốn tìm thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi. Trời ơi, lại là một món quà tới từ bà cố của Coca, một chiếc xe đua quá là ngầu luôn. Mở lên có nhạc, đó là Coca nhún nhảy theo điệu nhạc rồi nè ha. Chiếc xe quay quay nhảy nhảy. Vì Coca là nhỏ nhất trong nhà mà, bởi vậy ai cũng dành hết tình thương cho Coca hết trơn. Nhận quà của bà cố rồi, tưởng hết rồi phải không? Chưa nha, tới quà của mẹ tư của Coca. Wow, cảm ơn giá trị chơi mới này. Rồi, thêm quà của ông My với lại bà Ngọc Anh tặng nữa nè. Coca quá là sướng luôn á. Xong sinh nhật của Coca rồi. Còn chuyện kể về sinh nhật của mẹ Mẫn thì mẹ Mẫn cũng đã có một bữa ăn thân mật với những người bạn thân thiết. Đã rất lâu rồi Mẫn không có tổ chức sinh nhật. Tới sinh nhật của Mẫn thì chị rủ những người bạn thân thiết ra làm bữa ăn vui vẻ thôi. Ngoài những cái hiện kim được tinh tinh qua tài khoản thì mẹ Mẫn cũng nhận được rất là nhiều những cái hiện vật giống như chiếc áo này của bông tím tặng nè. Quá là đẹp luôn. Happy birthday to you. Trời ơi, chấn động, vàng rồi mọi người ơi. Nguyên một con heo có cái chữ phúc ở trên, quá là đẹp luôn. Món quà quá chất lượng tới từ Hoàng Lam Foodie. Và Đặng Minh đó chính là người tặng cho tôi cái sợi dây chuyền mà tôi đeo ở trên cổ đó nha. Cảm động quá mà, y như là có bồ đeo cho vậy. Làm chi chị bị nhà chồng đó. Trời ơi, chị cảm ơn em. Trời ơi. Sợi râu rồi. Ừ, hơi chọc. Quá là vui rồi đó nghe trời.